Xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Công Audio. Thì vào ngày hôm nay tại showroom Công Audio tại số 492 Bà Trưng, Hà Nội, thì mình xin được giới thiệu với anh em một cái bộ giải mã mà đang được đánh giá là vua nhạc số vào cái thời điểm hiện tại. Thì ngay bên cạnh mình đây là chiếc MSB The Premier Dark, một cái sản phẩm tầm trung thuộc cái phân khúc giữa của thương hiệu MSB Technology đến từ thung lũng Silicon, tiểu bang California tại Mỹ. Thì đây có thể nói là một cái nơi sản sinh ra rất nhiều những cái tên tuổi công nghệ hàng đầu trên thế giới. Đầu tiên là cái thiết kế tổng thể của chiếc The Premier Dark này. Thì đây là một cái bộ giải mã nó sở hữu một cái thiết kế nó rất là tối giản cũng như là rất tinh tế. Và cái cách mà MSB hoàn thiện nên cái bộ The Premier Dark này, họ sử dụng cái ngôn ngữ thiết kế là unibody, và sau đó là họ sử dụng một cái tấm nhôm nguyên khối, sau đó là họ tiện CNC lên các cái thành phần, sau đó họ đặt linh kiện vào bên trong và cuối cùng là đặt một cái tấm nhôm lên để hoàn thiện lên cái sản phẩm này. Cái cách hoàn thiện như này của MSB ấy, thì thứ nhất nó mang lại cái chất lượng âm thanh nó rất là tốt. Tại sao? Bởi vì là nó sẽ chống lại cái sự cộng hưởng cũng như là có cái khả năng quản lý nhiệt độ rất là tốt của cái linh kiện phía bên trong. Nó giúp cho cái linh kiện nó ổn định một cách lâu dài trong cái quá trình hoạt động. Và thứ hai, anh em có thể thấy nó mang lại một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời cho một cái sản phẩm high-end. Nó không có một cái chi tiết thừa nào, có thể nói là rất là đẹp. Cái phần vỏ, những cái phần diamond cut phía trên của sản phẩm này anh em có nhìn thấy, nó rất là đẹp và rất là chi tiết, rất khó để gặp trên những cái sản phẩm gia dụng thông thường. Và đối với chiếc The Premier Dark này, anh em có thể thấy là nó sẽ bao gồm là hai cái khối chassis chính. Cái khối máy chính sẽ bao gồm ở phía trên này, nó sẽ bao gồm cái bộ phận giải mã, cái tầng đầu vào cũng như là cái tầng xuất âm sẽ được đặt ở trong này. Cái phần khối máy dưới này, nó là cái phần nguồn rời, và nó cung cấp cái phần nguồn điện cho hai tầng là digital cũng như là analog riêng biệt cho cái phần thân máy phía trên. Thì một chút qua về cái thiết kế và tại sao mình nói rằng, cũng như là cái cộng đồng audiophile trên thế giới đánh giá rằng chiếc The Premier Dark này đang là một trong những chiếc đắc hay nhất trong phân khúc vua nhạc số. Thì đầu tiên đấy chính là cái việc mà MSB họ đã sử dụng ở phía bên trong này cái vỉ Premier Dark, và họ sử dụng tới 4 vỉ Premier Dark dành cho hai kênh trái phải được dùng cho chiếc Premier Dark này. Thì đối với cả vỉ Premier Dark thì đây là một cái công nghệ độc quyền của MSB mà họ đã phát triển trong vòng hơn 20 năm vừa qua, và đã sau rất nhiều lần cải tiến cũng như là đưa ra những cái phát kiến có thể nói là độc nhất trong cái thế giới nhạc số. Thì Premier Dark đã trình diễn được, đến đối với cái thời điểm hiện tại thì nó đã trình diễn được một cái hiệu suất âm thanh có thể nói là vượt xa hơn rất nhiều so với cả những cái công nghệ R2R truyền thống trước đây. Thì MSB họ cũng đã sử dụng những cái lớp tản nhiệt phía bên trong để thứ nhất là để ổn định nhiệt độ, thứ hai cũng như là giữ cái bản quyền về thiết kế ở phía bên trong của chiếc máy này. Thì thêm một điểm nữa mà quyết định đến cái sự đáng giá của chiếc Premier Dark này, đó chính là cái ngôn ngữ thiết kế module. Thì ngôn ngữ thiết kế module anh em có thể thấy là nó là đang là cái xu hướng của rất nhiều những cái nhà sản xuất high-end hàng đầu trên thế giới hiện nay. Và có thể nói là MSB họ là cái nhà phát triển mà đi tiên phong trong việc tạo ra cái thiết kế module. Thì đối với chiếc The Premier Dark này thì hãng cung cấp cho người dùng rất nhiều những cái tùy chọn module đầu vào, phần xuất âm cũng như là những cái nâng cấp về clock để anh em có thể là nâng cấp sau khi sau một thời gian chơi. Anh em có nhu cầu nâng cấp thì rất đơn giản, chỉ cần mua những cái vỉ module này và gắn vào thôi. Chúng ta không cần phải mua hoàn toàn một chiếc máy mới nữa. Có thể nói đây là một cái ngôn ngữ thiết kế hướng tới người dùng rất nhiều, cũng như là mang lại cái sự gọi là tiện lợi tuyệt đối dành cho người dùng. Và một cái điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em mà nó quyết định rất là nhiều đến cái chất âm của chiếc Premier Dark này, thì đó là cái phần thiết kế nguồn rời. Cái phần nguồn rời này, như mình đã nói, nó cấp mà hai đường riêng biệt digital và analog cho cái phần chassis máy phía trên. Thì khi nó lên cái phần giải mã phía trên này thì nó lại được tiếp tục chia ra thành 4 đường để cung cấp cho phần xử lý tín hiệu kỹ thuật số, tần suất âm analog cũng như là cái phần clock và cái phần quản lý cái trình điều khiển của toàn bộ cái máy này. Thì cái phần nguồn rời nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái
đối với những cái bộ giải mã cao cấp hiện tại, bởi cái ngôn ngữ thiết kế theo dạng là bậc thang điện trở của chiếc Premium Duct nó rất cần đến những cái dòng điện thực sự sạch và cách ly hoàn toàn nhiễu điện phía bên ngoài vào. Thì đối với tất cả những chiếc Duct của MSB cũng như là chiếc Premium Duct này thì đều được sử dụng cái nguồn rời. Và đối với phiên bản cao cấp như chiếc Premium Duct này thì cái phần nguồn rời của nó sẽ là cả một cái khối chassis rất là lớn phía bên dưới và được sử dụng cái linh kiện cao cấp nhất của MSB. Ok, nói về cái thiết kế module trên chiếc MSB The Premium Duct này thì anh em có thể thấy là hãng đã cũng cung cấp cho người dùng rất nhiều những cái tùy chọn đầu vào, đầu ra cũng như là những cái nâng cấp về clock để anh em có thể upgrade cũng như là nâng cấp sau này trong quá trình mà chúng ta chơi. Thì anh em có thể thấy ở đây thì máy chiếc Premium Duct này cung cấp cho chúng ta là 3 cái tùy chọn để chúng ta có thể nâng cấp những cái đường vào và thêm một cái đường tùy chọn đây để chúng ta nâng cấp cái clock của máy và cũng như là nâng cấp cái phần đầu ra tần số âm ở đây. Có thể nói là hoàn toàn tất cả đều là thiết kế module hết và rất là đơn giản, và anh em sẽ chỉ cần là tháo cái phần chờ này ra, sau đó là kéo cái phần này ra và anh em thay vào đó một cái vỉ module khác. Mình đang có một cái vỉ là vỉ renderer V2, một cái vỉ mà để anh em có thể là chơi cắm dây lan vào và chơi nhạc trực tiếp mà không cần tới music server nữa. Thì rất là đơn giản, anh em chỉ cần mua cái module này và sau đó là gắn vào máy, rất là đơn giản và tiện dụng. Khóa vào, ok, chúng ta đã có thể là luôn được sở hữu những cái công nghệ mới nhất của MSB. Và ở phía bên này nữa, chúng ta sẽ có một cái nâng cấp clock. Anh em có thể, nó cũng tương tự như vậy. Thì đối với chiếc MSB The Premium Duct này thì hiện giờ cái clock mình đang dùng ở đây là cái clock Femto 93, cái clock cao cấp nhất dành cho chiếc MSB The Premium Duct này rồi. Thì đối với bản base thì nó sẽ sử dụng cái Premier Clock thường, và đây là một cái option để anh em có thể nâng cấp trong quá trình mà anh em chơi. Và anh em có thể nhìn thấy đây, ở đây, đây là cái phần một cái phần clock để chúng ta sử dụng để nâng cấp, cũng như là cái USB, cái vỉ module USB MQA, thêm một cái vỉ nữa để anh em cắm đường USB vào music server trong quá trình mà chúng ta sử dụng sản phẩm. Rất là tiện dụng, anh em có thể có, và có MSB còn cung cấp rất là nhiều những cái module khác nữa, thì anh em có thể là tham khảo trên website của hãng cũng như là trên website của congaudio.com.vn. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu với anh em những cái nét chính về cái thiết kế này cũng như là những cái công nghệ có thể nói là làm nên cái tên tuổi của MSB trong suốt là hơn 20 năm vừa qua, và lý giải tại sao họ là cái nhà sản xuất mà đang được coi là vua nhạc số vào cái thời điểm hiện tại. Thì anh em có nhu cầu muốn được trải nghiệm thực tế cái sản phẩm này thì xin mời anh em tới với cả showroom của Công Audio tại số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thì mình rất là chào đón anh em đến để được thưởng thức trực tiếp một trong những cái có thể nói là bộ giải mã hay nhất thế giới vào cái thời điểm hiện tại. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe, cũng như là hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.